Quý cô bác tuổi giáp dần kính mến, trong chương trình ngày hôm nay, Minh được Tử Vi sẽ chia sẻ với quý cô bác về tử vi tuổi giáp dần sinh năm 1974 trong tháng 3 âm lịch năm Quý Mão 2023 để giúp cho quý cô bác đốn lành, lánh giữ, có được một tháng nhiều may mắn và sự như ý, đại cát, đại lời. Kính chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Thưa quý cô bác, quý cô bác có biết rằng may mắn hay là xui xẻo, giàu sang hay là nghèo khổ đều là do cái số và phúc phận của mọi người mà nên. Nhưng trước khi chúng xuất hiện thì đều có một điểm báo nhắc nhở bản thân chúng ta. Vì thế, có nhiều người biết được điều này họ đã nắm bắt được thời cơ giải hung hóa cát nên họ đã phát tài và trở nên giàu có nắm trong tay gia tài bạc tỷ chỉ trong một thời gian rất ngắn nhất là có khả năng trống số độc đắc trống thượng cũng sẽ rất cao và quý cô bác tuổi giáp dần sinh năm 1974 được các nhà chim tinh học nhà tử vi học phương đông dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao sự chuyển biến của thiên can địa chi và ngũ hành của bản mệnh chỉ ra rằng trong tháng 3 âm lịch năm quý mạo 2023 tới đây sẽ có những dấu hiệu may mắn quý cô bác tuổi giáp dần hữu duyên xem được video này nên biết tận dụng để nắm bắt thời cơ giải hung hóa cát mà chuyển thời đổi vận cải biến vận mệnh đi tới cuộc sống an bình, thịnh vượng, giàu sang, phú quý. Vậy vận trình cụ thể ra làm sao xin mời quý cô bác tuổi giáp dần chú ý theo dõi lá số tử vi chi tiết của mình ngay sau đây nhé Tử vi tuổi giáp dần, sinh năm 1974, tháng 3 âm lịch, năm quý mão 2023. Người tuổi giáp dần, sinh năm 1974, là tuổi con hổ, thuộc mệnh thủy, đại khê thủy, nghĩa là nước dưới khe lớn, số của tuổi giáp dần, rất hợp vào, giờ lẻ, ngày lẻ và tháng lẻ. Làm ăn, hùn hợp hay phát triển về sự nghiệp, sẽ gặp nhiều may mắn, được xuân sẻ, thuận lợi, thu về nhiều thắng lợi to lớn, vạn sự như ý, đại cắt, đại lợi. Tổng quan tử vi tuổi giáp dần, sinh năm 1974. Người tuổi giáp dần tài trí hơn người, học hành giỏi giang, lại ham mê tìm tòi khám phá những thứ mới lạ. Họ có tài năng thiên bẩm về nghệ thuật và các đồ thủ công, thậm chí có thể đạt tới trình độ khá tinh thâm người tuổi giáp dần có lòng tự tôn rất lớn, luôn tự mình hành động. Suy nghĩ cao xa, đôi khi có phần kiêu ngạo, không dễ chấp nhận ý kiến của người khác. Đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của người này. Tuy nhiên, họ lại hiếm khi rơi vào cảnh này nên khiến người khác này sinh lòng đố kỵ. Ngoài ra người tuổi giáp dần nên chú ý, đừng dễ dàng tin người quá mức, trước khi làm gì cũng phải đặc biệt cẩn thận, luôn giữ cho mình phương án dự phòng, để đối phó với những tình huống bất ngờ xảy ra. Suy xét chu đáo kỹ càng thì mới khiến cho kế hoạch đề ra được tiến hành thuận lợi chỉ cần con giáp này nguyện ý nỗ lực thì chắc chắn thành quả thu được sẽ không khiến họ thất vọng. Sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi giáp dần, sinh năm 1974, trong tháng 3 âm lịch, năm quý mão 2023. Trên bốn phương diện chính của cuộc sống, gồm, sự nghiệp, tài vận, tình duyên, sức khỏe. Mời quý cô bác cùng theo dõi. Về mặt sự nghiệp, Bước sang tháng 3 âm lịch năm Quý Mão 2023, vận trình công danh, sự nghiệp của người tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974, đầu tháng công việc thuận lợi, khi thương quan Lâm Vượng vận thì người tuổi Giáp Dần cũng cần phải thận trọng với tính cách hiếu thắng ưa sĩ diện. Khi làm việc người tuổi Giáp Dần cũng thì không nên quá coi trọng nỗ lực của mình, thành công đến từ sự cố gắng chung của cả đội nhóm, bạn không nên nghĩ rằng mình đang ban ơn cho người khác như vậy công việc mới thuận lợi được. Tuy nhiên, trong tháng cũng có sao dịch mã là động tinh xuất hiện, sẽ khiến mệnh chủ có phần vất vả, buôn ba, bận rộn tối ngày. Nhưng, dịch mã động tinh lại tỏa đường cho sự nghiệp, mang ý nghĩa bận rộn, vất vả, tất cả lại chuyển biến theo chiều hướng tốt đẹp, có điểm báo thăng tiến lên, nó yêu cầu bản mệnh phải chạy đông, chạy tây, làm nhiều việc. Bạn càng sông sáo, càng năng động, thì sẽ càng cát lợi, càng thu được thành quả lớn lao. Trong bát tự cổ có ghi, dịch mã nhập mệnh tâm bất an nhàn là vì vậy, nếu muốn vận sự nghiệp của bạn được cải thiện, người này càng cần phải chăm chỉ hơn, tận tâm hơn. Vào khoảng thời gian cuối tháng, sự nghiệp của người tuổi Giáp dần, sinh năm 1974 có phần bị suy yếu do thất sát hung tinh gây ra. Thất sát hung tinh chủ về quyền uy, về những việc được gánh vác. Nhưng nếu không gánh vác được, đối phương sẽ phụ lòng bạn, có nghĩa rằng vận công việc trong tuần cuối của tháng này không mấy thuận lợi, có đồng nghiệp muốn bỏ rơi bạn hoặc bạn sẽ phải tự mình giải quyết một số vấn đề nào đó. Tuy nhiên, người tuổi giáp dần, sinh năm 1974 lại có được sự che chở từ các tinh sinh khí, sinh khí là các tinh, ngụ ý trong hoạn nạn sẽ có được sự giúp đỡ, mà thuận lợi, trước khó khăn sau thuận lợi, vạn sự hoàn mỹ, có điểm may mắn, vui vẻ trong gia đạo. Người tuổi giáp dần là người rất hào phóng, hết sức trung thành, họ sẵn sàng bảo vệ bạn bè, và sẽ dành thời gian sự chú ý và tiền bạc cho những người cần đến chúng nếu bạn phải một mình tham gia trận chiến và cảm thấy quá lo lắng thì giáp dần chính là người đồng hành lý tưởng người sinh năm này không quá nổi loạn như những tuổi dần còn lại nhưng vẫn biết cách giải quyết tình huống một cách nhanh gọn và không sợ đối đầu tuổi giáp dần với những tích cách nổi bật giữa đám đông và sự liều lĩnh quản lý được người khác công việc phù hợp cho người tuổi giáp dần chính là làm giám đốc người quản lý điều hành như vậy sẽ thể hiện được tài năng năng khiếu với khí phách mạnh mẽ và được mọi người biết đến uy danh của họ về mặt tài vận. Bước sang tháng 3 âm lịch, năm quý mão 2023, ngay từ đầu tháng bính thì này, người tuổi giáp dần gặp được chính quan tọa mệnh, vận tài lộc có dấu hiệu khởi sắc mạnh mẽ, nhưng bạn cũng nên nhớ là không được lấn lướt người khác, thấy mình có lợi thế lại đi chèn ép đồng nghiệp, nâng tay trên doanh thu của họ, thì không nên chút nào. Người tuổi giáp dần nhờ có tài, lại được hưởng lộc cách, nên tiền nong không bao giờ thiếu, nghề nghiệp của tuổi giáp dần còn dựa vào tính cách của mỗi người mà có được thành công. Có người năng động, sôi nổi, có người lại trầm tính ít thể hiện, đa số ở trong tất cả các ngành nghề như kinh tế, văn hóa, nghệ thuật đều thể hiện được năng lực của bản thân, thể hiện sự nỗ lực tỏa sáng, đưa ra nhiều ý kiến phát triển, sự sáng tạo mới lạ để giải quyết mọi việc một cách nhanh chóng và an toàn nhất. Từ vi tháng 3 âm lịch năm Quý Mão 2023, người tuổi Giáp dần có vận tài lộc phụ thuộc khá nhiều vào chính hai đôi bàn tay của bạn, bởi gánh nặng từ công việc có thể sẽ phải tiếp xúc với những nội dung công việc hoàn toàn mới hoặc môi trường làm việc mới con giáp này có phần cảm thấy lạ lẫm và lo lắng, lúc này bạn nên có những suy nghĩ tích cực chủ động hòa nhập với mọi người và công việc, tránh tạo áp lực cho bản thân mình. Nếu người tuổi giáp dần, sinh năm 1974 có thể dùng bản lĩnh và lòng kiên cường để vượt qua thì vận tài chính của bạn sẽ có nhiều điểm sáng. Trong các mối quan hệ xã giao, người tuổi giáp dần cũng nên cẩn trọng khi chi tiêu về tiền bạc chiêu đãi bạn bè, kiếm được tiền nhưng tiêu quá nhiều thì vận tài lộc của bạn cũng sẽ khó mà đảm bảo. Ngoài ra, trong tháng cũng có điểm báo gặp họa tiểu nhân lừa gạt về tiền bạc, bằng lời ăn tiếng nói, mật ngọt chết ruồi, họ đã dụ dỗ con giáp này đầu tư tiền bạc vào các dự án ma, bản mệnh hám lợi mà mù quáng tin người, rất dễ bị lừa gạt gây thiệt hại tiền của là khó tránh. Bản mệnh, cần phải hết sức chú ý, cảnh giác với các dự án đầu tư trong tháng cũng có vận quý xuất hiện sẽ cứu vớt vận trình tiền bạc của bạn phần nào, kim điển xuất hiện thì nam nữ mệnh đều được người khác giới giúp đỡ, nhân duyên tốt đẹp, đem lại tiền bạc, phú quý, có số hưởng thụ tiền bạc, người có gia đình thì cung tài bạch được nửa kia giúp đỡ nên không cần quá lo lắng. Về mặt tình cảm, Tháng 3 âm lịch này, đây là lúc chuyện tình cảm có phần thuận lợi, khi Thương Quan Vượng vận mang ý nghĩa người tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974 rất được đối phương yêu thích, nó cũng khiến bạn biết cách nhìn nhận trong hành vi và lời ăn tiếng nói của mình, nhờ vậy bớt đi phần nào tai họa thị phi, mâu thuẫn. Nhưng trong tháng cũng có thất sát xuất hiện, điểm báo chuyện tình cảm của người tuổi Giáp Dần cũng có những xáo trộn không như ý, điều này do chính bạn mà ra. Thất sát xuất hiện nó khiến cho con giáp này trở thành một người ba phải, mọi người đúng bạn chẳng bao giờ đúng cả, lại còn hay thay đổi quyết định người tuổi giáp dần khá đa nghi nên hay có thái độ xa cách với người thân, bạn bè. Cuộc sống này đôi lúc bạn nên học cách tin tưởng để trong lòng mình thêm thanh thản nhé. Người tuổi giáp dần bản chất giống như dòng suối lớn, có lúc chảy xiết, có lúc lại bình lặng. Trong tình cảm sóng gió nhiều thường có những cuộc tranh luận, mâu thuẫn, khen tuông, nhưng có những lúc mãnh liệt trào dâng. Khi làm bạn với con giáp này, bạn sẽ cảm thấy sự sâu lắng bề ngoài, sôi nổi trong nội tâm, luôn biết quan tâm người khác. Tuổi Giáp Dần cũng là những người không dứt khoát trong tình cảm, thường dây dưa kéo dài, yêu đương tìm hiểu lâu rồi mới tiến tới hôn nhân, nhờ phúc đức và có tài, bởi thiên thời, địa lợi và nạp âm của Kim nên cuộc sống của con giáp này được đầy đủ và hạnh phúc. Về mặt sức khỏe, bước sang tháng 3 âm lịch này, điều đáng mừng trong khoảng thời gian này là tình hình sức khỏe của người tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974 khá ổn định. Tuy có những khi hơi vất vả một chút, song bạn luôn tìm thấy động lực để vươn lên, khiến tinh thần hăng hái đẩy lùi sự mệt mỏi. Song như vậy không có nghĩa là bạn có thể xem nhẹ sức khỏe của mình, bản mệnh nên cố gắng sinh hoạt điều độ, ăn ngủ đúng giờ, đừng cố gắng quá sức tạo áp lực cho cơ thể. Nếu có thời gian rảnh, hãy thường xuyên luyện tập thể dục thể thao, giúp thúc đẩy trao đổi chất tăng cường hệ miễn dịch, khiến tinh thần luôn thoải mái, nhẹ nhõm, đẩy lùi căng thẳng, tinh thần thoải mái thì mới khỏe lên được bạn nhé cuộc đời cần có năm cái không để sống an yên thứ nhất là không cần quan tâm mọi việc quá kỹ đúng là có những việc bạn nên hiểu để có được phép đối nhân xử thế với đời thế nhưng việc gì mình cũng tò mò quá cũng không tốt sự thật càng bị phơi bày ra nhiều sẽ càng ảnh hưởng đến người khác nhiều phải học cách sống nhìn bằng hai mắt chi bằng nhắm một mắt mở một mắt sẽ tốt hơn đó mới là quân tử thứ hai là không tốn thời gian vào những việc vô nghĩa có rất nhiều điều bạn phải vắt óc suy nghĩ mới ra nhưng nếu nó không thực sự cần thiết thì chẳng có lý do gì bạn phải làm cả cuộc sống đã đủ phức tạp rồi nếu không biết chọn việc mà theo thì bạn mãi chẳng khá lên được bạn cũng chỉ có một cái đầu mà thôi ép bản thân mình ôm đồm quá nhiều thứ có đáng không thứ ba là không chờ đợi ai khi không cần đừng lãng phí thanh xuân và tuổi trẻ chỉ vì phải chờ đợi ai đó không thuộc về mình muốn báo đáp cha mẹ phải đợi đến lúc thành công, muốn hưởng cuộc sống thành thơi phải đợi con cái trưởng thành, đến tuổi nghỉ hưu, có tiền tiết kiệm. Cái gì thuộc về mình đi một vòng tròn nó cũng sẽ quay trở lại với mình, sao phải bỏ nhiều tâm tư cho nó để không được kết quả gì. Thứ tư là, không quá để tâm đến việc của người khác. Mỗi người có một cách sống, bạn phải sống cho mình trước khi sống cho người khác thì bạn mới hạnh phúc. Những chuyện bạn không quản được thì đừng cố thay đổi. Nghĩ thoáng một chút, đừng tự đè nặng tâm trí mình, mỉm cười nhiều hơn một chút, những hàn học sẽ vơi bớt dần. Thứ năm là không quên tích lũy cho bản thân. Thanh xuân rực rỡ đến mấy cũng cần giữ cho mình một chút vốn liếng, không cần quá nhiều đâu, chỉ cần đủ là được. Đó sẽ là hành trang giúp bạn vào đời một cách thuận lợi và dễ dàng hơn. Vâng, quý cô bác kính mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 3 âm lịch năm Quý Mão 2023 cho người tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý cô bác sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng 3 âm lịch tới đây và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video của chúng tôi. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất kính chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe hạnh phúc giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình xin chào và hẹn gặp lại